Xin chào các quý doanh nghiệp và hôm nay thì tôi xin được trình bày với các doanh nghiệp một số các quy định đáng lưu ý nên lưu ý về sở hữu trí tuệ trong hai cái hiệp định mà Việt Nam mới tham gia gần đây đó là hiệp định CPTPP và hiệp định EVFTA. Phần trình bày của tôi sẽ gồm có 3 phần chính. Phần thứ nhất là điểm qua một số cái thông tin tổng quan về cái hai hiệp định này, đặc biệt là trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Phần thứ hai là tôi xin được điểm qua một số cái quy định cũng về lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong hai hiệp định này. Mà các cái quy định này nó là các quy định mới có thể dẫn đến một số cái thay đổi mà các thay đổi này các doanh nghiệp Việt Nam nên biết, nên quan tâm và cái uh, phần thứ ba đó là một đưa ra tôi xin được đưa ra một số cái khuyến nghị cho các doanh nghiệp Việt Nam uh, trong cái việc là ứng dụng hay là trong cái việc là lưu ý về việc về hai cái quy định về các quy định về sở hữu trí tuệ trong hai hiệp định này tôi xin được bắt đầu ở phần đầu tiên khi uh, xem xét về các hiệp định đặc biệt là các hiệp định mới uh, thông qua có mới có hiệu lực tại Việt Nam thì uh, một trong những câu hỏi mà các doanh nghiệp thường hay đặt ra đó là có quy định gì mới uh, có quy định gì đặc biệt Thế thì uh, để trả lời câu hỏi này, tôi nghĩ các doanh nghiệp cũng nên điểm lại một số cái nội dung trong các hiệp định này mà nó không phải là các cái quy định mới nhưng nó tái khẳng định lại, tái khẳng định cái cam kết của Việt Nam. Cụ thể trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thì hiệp định CPTPP và hiệp định EVFTA đều tái khẳng định cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ cơ bản nhất. Đó là công ước Bơn về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật và công ước ở Paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp hay là tái khẳng định các cái nghĩa vụ của việt nam được ghi nhận ở trong hiệp định trips hiệp định về các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ nằm trong khuôn khổ tổ chức thương mại thế giới wto cái việc mà hai hiệp định mới tái khẳng định lại các cái cam kết của việt nam cho thấy rằng các cái quy định mới nó sẽ đưa ra một cái khung sườn nó có một cái sự tương thích chứ nó không phải là một cái hệ thống mới hoàn toàn thay đổi toàn bộ hệ thống sở hữu trí tuệ của việt nam mà nó sẽ chỉ là một cái sự thay đổi mà thường là những thay đổi có tích cực, thay đổi dựa trên những cái nền quy định cũ của cái hiệp ước cũ. Bên cạnh cái việc tái khẳng định cam kết của Việt Nam, cam kết của các quốc gia thành viên bao gồm Việt Nam uh, được ghi nhận tại các cái hiệp định trước, hiệp định CPTPP và EVFTA cũng đưa ra các yêu cầu đối với chính phủ Việt Nam phải tham gia thêm một số các cái hiệp định về sở hữu trí tuệ, bao gồm có hiệp ước Budapest về công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm các mục đích trong thủ tục về sáng chế hiệp ước của tổ chức Thưa sở hữu trí tuệ thế giới wipo về quyền tác giả hay còn gọi tắt là wct hay là hiệp ước của tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới về uh, cuộc biểu diễn và bản ghi âm hay còn gọi tắt là hiệp ước wppt và thỏa ước la hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp đây thì cái thỏa ước la hay này nó không phải là yêu cầu bắt buộc mà nó là khuyến nghị thế thì các cái yêu cầu này đặt ra uh, một cái vấn đề mà các doanh nghiệp chắc chắn không thể không lưu tâm. Trong một tương lai rất gần, các quy định về pháp luật Việt Nam, cụ thể là về sở hữu trí tuệ sẽ có một số cái trần cao hơn trần hiện nay hay là sẽ có một số thủ tục mới hơn, thủ tục mà pháp luật Việt Nam đã quy định hiện nay. À, như tôi đã nói ở phần trên thì một câu hỏi mà các doanh nghiệp luôn luôn đặt ra đó là có quy định gì mới? Có quy định gì sẽ ảnh hưởng đến cái việc kinh doanh của tôi? Trong hiệp định CPTPP và hiệp định EVFTA có rất nhiều, rất nhiều các quy định mới một số quy định mới này sẽ tạo lập ra một số quyền năng mới, một số quyền mới của các doanh nghiệp. Cụ thể, ví dụ như là trong hiệp định EVFTA thì có quy định rằng mỗi bên, tức là bao gồm cả chính phủ Việt Nam, phải quy định cơ chế đầy đủ và hiệu quả để đền bù cho chủ sở hữu sáng chế vì việc giảm thời hạn bảo hộ hữu hiệu của bằng sáng chế do sự chậm trễ bất hợp lý trong việc cấp phép lưu hành thị trường đầu tiên tại lãnh thổ của mình. Nói một cách ngắn gọn đơn giản là một sáng chế thì được cấp cho một cái giải pháp kỹ thuật nó có thể là một cái sản phẩm mới hoặc là một quy trình và ví dụ như nó là một sản phẩm thì cái sản phẩm đó trước khi đưa ra thị trường ví dụ như là sản phẩm dược phẩm là thuốc chẳng hạn thì uh, sẽ phải trải qua một số cái thủ tục đăng ký lưu hành thuốc hay là đăng ký uh, để đưa cái sản phẩm đó ra thị trường và cái cơ quan đăng ký lưu hành đưa ra thị trường đó có thể vì một lý do gì đó mà cái thủ tục đăng ký kéo dài và vì cái sáng chế được bảo hộ chỉ trong vòng khoảng thời gian là 20 năm uh, nên cái việc mà đưa cái thời hạn kéo dài cái thời hạn mà cấp phép lưu hành cái sản phẩm rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng vì nó càng dài thì rõ ràng là cái thời hạn bảo hiểm sáng chế còn lại càng ít do đó nên ra là cái hiệp ước uh, evfta đã đưa ra một cái quy định đã đưa ra một cái yêu cầu đối với các chính phủ thành viên bao gồm cả việt nam rõ ràng đây là một cái quy định khá là mới và có lợi cho các doanh nghiệp tại việt nam hoặc là các doanh nghiệp sáng tạo ở nước ngoài có vốn đầu tư nước ngoài đang kinh doanh tại việt nam một cái quy định khác Uh, khá là mới trong cái uh, hiệp định EVFTA đó là việc bảo vệ dữ liệu thử nghiệm và các dữ liệu bí mật khác trước việc sử dụng không lành mạnh trong thương mại. Và cái thời hạn bảo vệ này nó không được ít hơn 5 năm kể từ ngày quốc gia cấp phép lưu hành sản phẩm cho người tạo ra dữ liệu thử nghiệm. Thế thì cái quy định về bảo vệ dữ liệu thử nghiệm này là một quy định không phải là quá mới bởi vì trong luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam, cụ thể là điều 128 đã có quy định về nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu thử nghiệm rồi. Tuy nhiên thì cái quy định của điều 128 luật sở hữu trí tuệ thì chỉ áp dụng đối với kết quả thử nghiệm hoặc bất kỳ dữ liệu nào khác là bí mật kinh doanh. Có thể thấy rằng là các yêu cầu của EVFTA đã mở rộng cái phạm vi bảo hộ cho các cái dữ liệu thử nghiệm và một lần nữa đây là một cơ hội tốt cho các cái doanh nghiệp sáng tạo tại Việt Nam, các doanh nghiệp mà sẽ phải sử dụng các cái dữ liệu thử nghiệm của mình, ví dụ như các doanh nghiệp dược phẩm, các doanh nghiệp nông hóa phẩm hoặc các doanh nghiệp hóa học. Quy định tương đương nhưng trong cái điều 18.47 của CPTPP thì yêu cầu rằng là việc bảo vệ thử nghiệm đối với các dữ liệu bí mật khác liên quan đến nông hóa phẩm thì thời hạn là phải là 10 năm. Thì rõ ràng cái quy định của CPTPP đã kéo dài cái thời hạn bảo vệ dữ liệu thử nghiệm so với cái quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay là chỉ có 5 năm. Do đó, một lần nữa đây sẽ là cơ hội, quy định này sẽ là cơ hội cho các cái doanh nghiệp nông hóa phẩm có thể được bảo vệ tốt hơn các cái dữ liệu thử nghiệm của mình. Trong lĩnh vực nhãn hiệu thì ở uh, hai hiệp ước này cũng đưa ra một số quy định mới mà tôi tin rằng cũng sẽ có lợi cho các doanh nghiệp. Ví dụ như là CPTPP thì có đưa ra yêu cầu đó là các quốc gia thành viên bao gồm cả Việt Nam sẽ bảo hộ cả nhãn hiệu là âm thanh và nhãn hiệu là mùi. Thế thì hiện nay thì quy định của pháp luật Việt Nam chỉ bảo vệ nhãn hiệu là những cái dấu hiệu có thể nhìn thấy được. Hay nói cách khác đó là các cái chữ cái nó là các cái tên gọi là các cái logo là các hình ảnh những dấu hiệu có thể nhìn thấy được. Và CPTPP khi mà mở rộng cái phạm vi bảo hộ nhãn hiệu ra âm thanh và mùi đã tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp trong một số lĩnh vực mà có thể sẽ phải sử dụng âm thanh để định dạng cái sản phẩm của mình để biến cái sản phẩm của mình thành một cái có một cái tên, có một cái âm thanh, có một cái thứ để phân biệt sản phẩm của mình so với sản phẩm của người khác. Thế thì đây là một cơ hội cho các doanh nghiệp nói chung. Ở hiệp ước EVFTA thì đưa ra một cái khuyến nghị rằng là nhãn hiệu nổi tiếng cần phải tuân thủ cái khuyến nghị chung về các quy định bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng của hội đồng liên hiệp Paris. Hội đồng này đã ban hành một cái khuyến nghị chung về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng về các cái yêu cầu của một nhãn hiệu để được gọi là nổi tiếng thì cần phải đáp ứng các cái tiêu chí gì và một nhãn hiệu nếu đã là nổi tiếng thì sẽ được bảo hộ chống lại những cái hành vi gì? Ví dụ như là chống lại các hành vi sử dụng nhãn hiệu đó có thể không chỉ trong lĩnh vực trong cái sản phẩm và dịch vụ mà nhãn hiệu đó nổi tiếng mà có thể trong các cái sản phẩm và lĩnh vực khác hoặc là chống lại việc sử dụng nhãn hiệu đó trong cái việc sử dụng như là một cái tên thương mại hay là tên à, tên miền. Um, một quy định rất là mới trong TPTPP đó là không bắt buộc phải đăng ký uh, hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ thì cái hợp đồng đó mới có hiệu lực. Tất nhiên, với điều kiện là hợp đồng đó tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Một trong những cái điểm mới đó là cũng EVFTA đã đưa ra một uh, các công nhận và bảo hộ các cái chỉ dẫn địa lý 169 chỉ dẫn địa lý của Liên minh châu Âu tại Việt Nam và 39 cái chỉ dẫn địa lý của Việt Nam tại Liên minh châu Âu thì nó có một cái danh sách cụ thể các cái chỉ dẫn địa lý này nếu như soi các cái yêu cầu ở trong uh, EVFTA và CPTPP thì có thể tìm thấy một số quy định mới đặt ra một số cái trần yêu cầu cao hơn cái yêu cầu của pháp luật Việt Nam hiện nay. Cụ thể uh, CPTPP thì có yêu cầu các quốc gia thành viên bao gồm của Việt Nam là xử lý hình sự đối với hành vi không chỉ là nhập khẩu mà cả xuất khẩu hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc là hàng hóa sao lậu bản quyền um, và các hành vi như là quay phim ở trong dạp sử dụng cái thiết bị cam cốt đờ để quay viêm ở trong giàm cũng sẽ bị xử lý hình sự theo cái yêu cầu của cptpp đối với là việc kiểm soát biên giới cái hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hay là hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được xuất khẩu hay nhập khẩu thì cptpp cho phép cái cơ quan hải quan là thực hiện một cái quyền mặc nhiên là tiến hành các cái thủ tục để uh, tại biên giới và evfta thì đưa ra quy định là các cái cơ quan hải quan được chủ động kiểm tra các cái hàng hóa thế thì pháp luật Việt Nam hiện nay thì đã có quy định rồi nhưng quy định chưa thật sự sáng tỏ trong cái lĩnh vực này và đâu đó vẫn có những ý kiến cho rằng là cơ quan hải quan cần phải nhận được cái đăng ký hải quan của chủ thể quyền thì mới có thể là xử lý vi phạm đối với hàng hóa nhập khẩu hoặc xuất khẩu mà mà phát hiện thấy là hàng hóa đó là xâm phạm quyền hoặc là hàng hàng giả mạo. Thế với những cái quy định của uh, hai hiệp ước như vậy, một khuyến nghị đầu tiên mà chúng tôi đưa ra đó là cần phải xác định rằng sẽ có những quy định mới ở trong pháp luật Việt Nam và sẽ có một số các quy định mới này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của mình. Thế thì uh, có thể điểm lại một số các quy định mới mà pháp luật Việt Nam uh, nếu chưa quy định thì chắc chắn sẽ quy định trong trong một tương lai gần. Đó là quy định về việc mở rộng căn cứ để chứng minh hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã gây thiệt hại vật chất. Các quy định về quyền được thanh toán chi phí hợp lý để thuê hợp luật sư hoặc các chi phí khác. Nếu như tòa án kết luận rằng mình không vi phạm với một cái bối cảnh rằng chúng ta đã có hai hiệp định và đã có hiệu lực tại Việt Nam thì khuyến nghị của chúng tôi đưa ra một cách chung nhất đó là hãy tìm hiểu kỹ trong cái lĩnh vực mà mình đang kinh doanh. Đồng thời cần phải giảm thiểu các rủi ro liên quan đến trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hình sự khi mà chúng ta uh, kinh doanh. Và một cái khuyến nghị cuối cùng đó là tận dụng mức bảo hộ cao đối với các thành quả đầu tư cho hoạt động sáng tạo. thì trên đây là những cái uh, cái bài trình bày của tôi về các quy định mới và những điểm lưu ý ở uh, trong EVFTA và CPTPP trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp Việt Nam uh, rất mong bài trình bày có hữu ích đối với doanh nghiệp xin cảm ơn.